Xin được chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với sân vận động Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu tại vòng đấu thứ 15 của giải nhất quốc gia giữa hai câu lạc bộ Hà Nội B và câu lạc bộ Bình Phước. Trọng tài Nguyễn Ngọc Khánh là trọng tài sinh năm 1979, người Nam Định. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa Hà Nội B và Bình Phước đã bắt đầu. Cao. Văn Long là người thực hiện. Văn Long đánh đầu. Pha nhảy lên tranh chấp của Bùi Hoàng Việt Anh. Như vậy tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Hà Nội B. Người ghi bàn là tiền đạo đội trưởng Phạm Tuấn Hải. Có bàn thắng vào lưới của Simang Phi Công Tây Ninh mở tỷ số. Đó là một tình huống đá phạt cực kỳ đẹp mắt. Tuy nhiên rất tiếc ngày hôm nay Phù Trù Phong không có mặt ở trên sân và cũng không có cả tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Đường chuyền đánh đầu 2-0 cho Hà Nội B. Một tình huống tấn công cực kỳ đơn giản. Lên luôn, lao vào trong đi. Văn Công, bên trong có hai cầu thủ. Văn Long quá đơn giản. Không có gì ngạc nhiên khi mà Văn Long nâng tỷ số lên 3-0. Một tình huống phòng ngự hớ hênh khi mà số lượng các cầu thủ hậu vệ của Bình Phước là ít hơn so với những cầu thủ trên hàng công của Hà Nội B. Nếu như Viettel giành chiến thắng thì khoảng cách của họ với đội bóng xếp thứ hai Đồng Tháp và Hà Nội B là 5 điểm. Như vậy là trọng tài Nguyễn Ngọc Khánh, trọng tài người Nam Định đã thổi còi kết thúc 90 phút trận đấu giữa Hà Nội B và Bình Phước.